Ôi chị cháu nhìn quen. Chính xác rồi đây này. Đây là cám nhá. Cám em cho nước vào em để cho nó đã đã mềm mềm lên mớm cho chim ăn. Đây hai đôi này là bắt đầu tập ăn rồi. Đôi này thì bắt đầu là tập ăn mạnh lắm luôn. Đây, đây. Khi mà chúng ta nó đói chúng ta để cho nó ăn như thế này này. Đây này anh em. Vít cái đồ ấy đó nó lao nó tớp. Đấy. Cứ đói này thuần hết. Đấy. Còn đây là một cách nữa là em sẽ làm như này, đây em sẽ nắn như này, đây. Anh em về lấy đôi này về anh em có thể là làm như em là chỉ mất khoảng tầm tất nhiên là loại này nó tự nhặt được rồi nhưng mà đây là bình bón cho nó thuần thôi, đấy. Đó. Đấy. Nó thuần. Đây là một đôi zin nhá, đôi zin vòng đeo vòng vàng anh em, đây vòng vàng đây. Đôi này thì em bón nó từ lúc còn đỏ hòn nên nó rất là thuần. Đây là đôi của một lên mấy ạ? Đôi này à? Đúng rồi. Đôi này của nó đâu đốc ra thế nào tự nhiên nó lại ra một con màu này, chả nghe nào chắc tổ tiên của nó liên quan đến Thái. À. Đấy. Đôi này là một đôi zin. Đó. Anh em nào thích chơi lạ lạ thì anh em chờ lấy đôi này. Về làm giống cũng được mà chơi gáy cũng được. Chân móng hết sức bình thường luôn. Ừ. Đôi này là con của cái đôi em mới ghép được. Đấy, đâm ra là nó cũng là con này thì cái bố mẹ của nó giọng rất là hay. Đấy. Này. Mày đứng lên quay cho nó đúng đúng rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Đấy, đấy. Giúp. Ủa, ngồi tham quá. Tự nó giúp ngoan thôi anh em. Đấy. Đây là cách mẹo cho siêu thuần luôn. Các bác có ít có một hai con thì các bác cứ chơi cái bài này. Nhiều khi dùng xi lanh bơm là nó sẽ không khéo, nó sẽ rất là nguy hiểm. Khéo thì các bác bơm nhiều bơm quen rồi thì không sao. Đấy. Đấy. Còn có một cách nữa là các bác làm như em đây. Các bác cứ nắn cho em bằng một cái ngẫn này. Đấy. Đấy. Các bác mớm đưa tay vào thế này. Đây, há mồm ra đúng không? Đây, đưa tay há mồm. Cho vào khoang miệng, nói là nó ăn luôn. Cá hôm nay em hòa là hơi nhão, nhưng không sao. Đây. Con này cũng vậy thôi. Đấy. Đôi này giọng rất ấm nhá. Có đồng luôn. Đấy, một đôi zin. Lúc nó bé này là em đã bôi cho nó ít mực ở đầu và đã cẩn thận đeo cho nó hai cái vòng màu vàng mật ong. Đấy. Thì nó cũng không, nó cũng là tình cờ nó ra được một con màu như này. Đấy. Đấy. Nếu như anh em nào nắn viên thì là nó cũng rất là thuần luôn. Đây. Nắn cái viên bằng này. Cái này cám này là bữa nào ăn hết bữa đấy. Sau khi ăn xong thì mình có thể là đây, cá mồm. Cá này hơi nhão nên nắn nó không thành khuôn mấy. Nó ít nước hơn thì nó sẽ thành khuôn. Đấy. Còn em cơ bảo các bác cứ chơi cái bài như em đây này. Chả làm sao. Cái này anh em có một ít cái đỗ mới vừng anh em trộn vào đây cho nó ăn cho nó thêm cái độ bóng nhảy của lông béo.
cái vừng với cái đỗ các bác phải rang lên nhá, lạc cũng thế, rang lên cho nó giảm bớt dầu đi, để nhiều dầu nó sẽ đi ngoài. Cho ăn vừng thôi, bé này chưa ăn đỗ nữa. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, em chỉ cho các bác mẹo cứ nắm xôi này này. Nắm xôi cứ bón bón trên cô gái kiểu nắm xôi này rất là nhàn luôn. Đấy. Đấy, đứng hẳn lên cao quay. Đấy. Đấy. Tự nó xốc vào nó ăn. Đấy. Tự xốc vào ăn. Đấy. Cái đôi này nếu như mà anh em nào về không bón nữa là nó cũng đã tự nhặt được rồi nhá. Còn đây là em hướng dẫn là anh em có thể là muốn thuần. Muốn thuần thì anh em có thể làm như vậy. Đấy. 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 Đứng. Đấy. Anh em cứ để mỏ nó cắm thành một cái lỗ ở lắm xôi này, là nó sẽ hút vào nó ăn thôi. Trong nguyên lý là giống mẹ nó là nó sẽ rút vào khoang miệng của mẹ nó mà. Đấy. Làm thế này thì con chim rất là thuần. Sau này đến lúc nó trưởng thành, nó gáy nó gù là nó sẽ theo người và nó sẽ không đi đâu. Kể cả mở cửa lồng ra nó đi thì nó rồi nó cũng sẽ về thôi. Anh em là muốn nó thuần thì cho một ít muối nhạt nữa cho nó quen cái vị muối đấy, ăn rất là thạo luôn, lao vào sốc. Các bạn cứ làm này khoảng 2-3 ngày là lần sau cứ nắn để vậy này là tự nó rỉa đấy. Được đấy, bắt đầu có rìu rồi đấy, đây đấy. Bón hướng dẫn anh em bón đơn giản thế thôi, không phải cầu kỳ quá. Đây. Đấy, mổ đi. Đấy, mổ đi. Nó đói là nó sẽ mổ thôi. Đói là nó tức mình thì nó mổ, lúc nó mổ vài lần nó quen. Còn lúc nó đói là các bác cứ đưa cái mỏ nó vào cái đống như là vữa hồ đấy. Thì nó sẽ biết là ăn được, lần sau nó sẽ cắm mỏ vào nó ăn. Đấy. Các cụ người ta ngày xưa nhiều khi cứ lấy cái tất tất đeo vào chân, xong bắt đầu cho như này mà khoét một cái lỗ, thế là nó cắm mỏ vào nó cứ giúp nó ăn. Các cụ ngày xưa là nhá gạo, nhá đủ thứ đấy, bây giờ là tiện rồi, có cám cò rồi, cám gà, cám lợn đấy. Đấy. Năm này thì nó hơi gọi là chả chả tay gọi là thế, nhưng mà thôi, mình quý động vật thì mình ấy, xong mình rửa, mình vệ sinh cả mỏ cả chân tay của mình xong. Đấy. Hướng dẫn cho anh em cách mà lấy cái chim nằm ổ ở bên chú Thao về để gọi là tự tay bón cho mình một đôi chim non. Đấy là hướng dẫn anh em một cách nó đơn giản thế thôi. Đấy. Đấy, thấy chưa? Sốc ăn. Sốc ăn rất là siêu luôn. Nó sốc nó ăn thế này thì không bao giờ nó bị sặc vào phổi cả, bởi vì nó ăn nó đóng mở cái van phổi rất là đúng nhịp theo tự nhiên. Còn nếu mà bón các bạn bón không khéo là nó sẽ vào phổi, hoặc là nó sẽ bị tỷ lệ nước và cám nó sẽ không đều. Khi mà chúng ta bón như này xong rồi thường chúng ta có thể là cho uống nước luôn. Đấy, để cho nó rửa cái mỏ, rửa cái mồm, khoang miệng đi. Và nó cũng lấy cái nước để nó lấy cái tỷ lệ để nó tiêu hóa. Đấy. Sốc ăn rất là đơn giản. Chúng ta cứ để làm này là rất là thuần. Đấy. 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 Rất là thuần luôn nhá. Đấy. 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 Đôi này là có cả bầu, có cả đồng nhá, rất là hay luôn đấy. Đôi này đôi bố mẹ mã số 23 này anh em. Rất là phê luôn. Đấy, zin đôi. Đấy. Sau đây là đến cái mục nó đã ăn xong rồi, ăn tương đối rồi thì em sẽ hướng dẫn các bác cho nó uống nước.
Các bác cho nước thì đơn giản thôi, các bác dùng cái như thế này, các bác chỉ cần dí cái mỏ nó xuống là nó sẽ tự nó sẽ uống thôi, con nào nó khát nó sẽ uống, còn nếu như con nào nó không muốn uống kệ nó không muốn uống thì sau khoảng 1-2 tiếng nữa các bác dí vào là nó sẽ tự nó sẽ cắm mỏ xuống, nó rít, và nó rít bao giờ đủ cái lượng nước thì đấy đấy, đủ lượng nước thì tự nó sẽ không uống nữa. Còn bây giờ các bác bơm bằng xin anh thì xin lỗi các bác, bơm một cái gì vào thì nó phải nghe cái đấy. Các bác ăn mãi cháo thì các bác gầy dọc người ra ngay có cái gì đâu, đúng không? Các bác phải, nếu xin anh thì các bác phải đúng trộn đúng chất lượng cám, đúng tỷ lệ cám. Đấy. Thì khi chúng ta rửa cái mỏ này thì rửa cái khu vực mắt của nó đi. Thì chúng ta đã làm cho nó vệ sinh. Nó, chúng ta vệ sinh nó như vậy thì nó sẽ không bị loét nở miệng, đúng không ạ? Nó sạch mà. Như kiểu mình ăn xong thì cũng phải đánh răng thôi. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu cho các ông các bác một cái cách để các bác bón một đôi chim tự tay. Nếu mà các bác lấy đôi này thì em để giá 1 triệu nhá. Em để giá 1 triệu. Còn nếu như là bác nào mà không tự tin thì em bón cứ như thế này khoảng tầm vài hôm nữa nó biết mổ cứng thì em gửi cho các bác, em lấy 1 triệu 2. Đôi này em gọi là mã số 23 nhá. Hôm nay em đăng là ngày 10, hình như là ngày 12 tháng 4. Cứ gọi là ngày 12 tháng 4, là ngày thứ 6. Em cứ đoán là ngày 12 tháng 4, chả biết nó phải như nào. Đấy. Thế thì các bác nên nhớ là cái trang trại nhà em là tự nuôi ra được và em lên mã từng ngày. Đấy, em nói rõ là đôi này là có bầu có đồng rất hay và nó có một con nó màu nó hơi lạ lạ một chút. Nhưng mà đây là một đôi zin nhá. Đây là một đôi zin nhá. Thế là em qua mã số 23 và em kết thúc cái video này. Em sẽ quay một cái mã số, một cái tông giọng hay nữa để cho các bác chọn. Đấy. Dòng này em cam kết với các bác là các bác không bón nữa là nó sẽ nhặt rồi. Đấy. Nhưng tuy nhiên là các bác cũng phải để ý. Đấy, nhưng mà còn cái độ thuần thì các bác biết là thuần như chó con luôn, thả ra không đi. Đấy, còn xin lỗi các bác nếu mà cái loại này ngoài thiên nhiên nó lông đuôi nó dài tầm 4-5 phần. Bay một sải cánh là bay mất hút luôn. Nhưng mà thôi, em để cho các bác trên kênh này là bao gồm cả của và công luôn. Đấy. Đấy, như vậy là em sẽ mớm bón như thế này để cho nó đảm bảo cái độ thuần. Đấy. Và con chim mớm bón thế này thì xin thưa các bác là sau nó gáy suốt ngày, thả không muốn đi. Đấy, đi lại về. Đấy. Đấy. Nên là mã số 23 em để giá công khai là 1 triệu. Em đăng hôm nay là tôi là trưa ngày thứ 6, tức là ngày 12 tháng 4 năm 2024. Rồi, em xin tạm kết thúc cái video này đây. Và sau video này em sẽ lên một video là siêu khủng âm luôn. Đấy. Thank you.